Xin chào làng khách, hôm nay chúng ta cùng Hương Soái tìm hiểu về hệ thống NPC trong Nhất Mộng Giang Hồ nhé. NPC có mặt khắp mọi nơi, 90% đều có hệ thống AI. Họ có nhiều cảm xúc khác nhau và sẽ thay đổi theo hành vi của người chơi. À, tên tặc tử này, dám trộm dưa của lão tử ta. Đó bắt được em. Đó bắt được em. Bước bước theo cô này.